Hôm nay là giới thiệu tiếp với anh em hai con selector, con trên là của Akai, con dưới là của Sony. Con trên Akai thì nó phân biệt luôn là các đường, ví dụ như tuner, video disc, tức là ngày xưa là VCR đấy. Còn VTR tức là nó là cái VTR1, VTR2, VTR3, nó kiểu như Luna, nó là cái bên Nhật nó có cái truyền hình số ấy. Đấy, truyền hình số vệ tinh ấy. Đấy thì gọi là VTR. Theo em nhớ không nhầm thì là như thế. Đấy thì con này thì nó có một cái đặc điểm là như này. Đầu tiên là jack cắm ngang đằng sau. Tí em quay đằng sau, đằng trước thì nó có hiển thị luôn các cái đường vào của nó này. Tuner này, video disc này. Đây, VTR1, VTR2, VTR3 này. Đấy. Thì nó ghi luôn như này, không phải là 1 2 3 4 nữa mà ghi thẳng thẳng hẳn như vậy. Thì tính ra thì nó có đâu là đấy đâu đâu đấy 5 đường vào. 1 2 3 4 5, 5 đường vào và nó sẽ ghi được 3 đường này. VTR1, VTR2, VTR3, 3 đường. Đấy, cái này to monitor tức là ra monitor luôn. Đấy. Đằng trước của nó là VTR3 luôn nhá. Cộng cổng play và cổng rec luôn. Đấy, mọi người nhớ này, anh em quay đằng sau luôn. Thì đằng sau của nó này, cái tuner này, đầu tiên là tuner nhá. Đây. Tuner thì nó là nằm nằm ngang nhá, hai cái nằm ngang. Dưới nó là video disc, hai cái nằm dưới. Vàng nó là hình nhá, bỏ qua cái vàng. Bỏ qua vàng thì đen đỏ trắng thôi là tiếng thôi. Đây, VTR1 là VTR1 ở bên trên là rec, ở dưới là play thì mình cắm vào cổng play. Đấy nhá, mọi người nhớ cái đấy, riêng con này phải như vậy. Ở VTR2 này. Còn hai cái đường xử lý thì bỏ. Và cái này là ra âm ly nhá, thì nó có hai đường monitor thì phải cắm ngang nhá. Led trái, led là trái, right là phải. Đây, 1 2 đây. Đấy. Đấy, thì con này bỏ này. Bây giờ mọi người cứ nhớ là cắm bên dưới là được, cắm bên dưới. Còn cái này là hai đường vào bên trên bên dưới thế thôi. Đấy. Còn Akai này thì phù hợp với anh em nào thích cái thương hiệu Akai này là một này, cái thứ hai này nhìn thì nó cũng khá là lạ lẫm và bắt mắt so với con selector khác. Nó có đèn đóm nhìn nó cũng đẹp hài hòa. Sai màu đấy, thì dù như anh em nào thích sự gọn nhẹ thì chơi thôi đấy, nó không tất cả của em đấy nhá, không ù xì ù xiếc gì cả nhá. Đây em đang cắm cái VTCR là của CDP đấy, CDP đấy, đây. Đây đang cắm VTR1 là CDP. Còn cắm em play cái deck nhá, thì em cắm vào tuner này. Thì bây giờ mình cầm xuống cái thứ hai mình test luôn. Mà Sony đây vặn là ông đi xuống này không ai xì. Đây Sony thì như này nhá. Con Akai thì 300W max là có hai cổng này, cho hai cổng AC outlet này. Con này thì 8W. Tiếp theo này dưới này thì monitor của nó vặn rồi. Monitor nhá. Monitor của con này thì đây nó cũng có hai đường monitor. Đây này. Trái phải nhá. Bây giờ con này cũng cắm ngang này. Đấy. Trái phải này. Bây giờ mình cắm con này thì cứ cứ bên bên trên là in, bên dưới là out thì cứ cắm bên trên, ví dụ cắm cổng 3 này. Cắm cổng 3 là in này. Đấy. Chặt quá. Sony làm chặt quá. Con Sony thì con sân nặng thì con Sony nặng hơn nhá. Anh em nhá, Sony nặng hơn. Chặt quá.
tay là nó vậy. Đây nhá, 1 và 3 nhá. Bật play đây này. Rồi. Ba đang cái gì? Hai này, con này về thì có khiển nhá. Con Sony có khiển. Một này. Đây là ba này. Nó chỉ có mấy nút đơn giản thôi à. Hai này, bốn này. Đấy. Lúc em vặn vào to quá. Đấy. Đây là tất cả không ngủ xì nhá. Mọi thứ này có cả mưu tinh này, đấy các thứ. Rồi, ok anh em nhá. Cũng muộn rồi, để làm việc khác nữa. Thank you anh em.